Cô làm gì đây? Ui, cái này nó bị bể lưỡi này, tháo cái này ra mà giờ cái này nó hỏng rồi. Cái này hỏng á? Giờ đang ngồi gõ mãi rồi. Sao quất này? À, cái đồ ma này nhanh hỏng lắm. Tôi xài máy cắt cũng hay hỏng cái này lắm. Đâu ông bị kẹt lưỡi à? Bể lưỡi à? Cái lưỡi này giờ tháo ra là giờ cái đồ ma này hỏng, ngồi nó gõ nãy giờ này. À, anh em nào đang sử dụng máy mài chắc cũng biết là cái này nó hay bị cong cong thế này này. Đến nỗi phải hàn thế này cho nó chắc mà vẫn bị cong nhỉ. Cái mở cái kẹp lưới cắt kia. À, tôi có cách này giúp ông là lần sau không cần đến dùng tới cái này luôn mà mở rất là nhanh luôn đấy. Ông làm theo cái cách này của tôi là đảm bảo lần sau ông vứt cái này luôn, không cần cái này này. Cái này thì rất cái là này nhanh. Kiếm nhọc lắm. Đúng rồi, cái này rất là nhanh hỏng. Ở nhà tôi vứt cái này lâu rồi, tôi chuyển sang làm cái cách này của tôi ấy thì giúp ông mở rất là dễ dàng này. Đảm bảo với ông cực kỳ dễ luôn, không cần tới cái này. Đấy, cái mèo nào? Đấy, tôi có một cái mèo này, tiện thể đây là chỉ anh em luôn. À, làm một cái mà mở được cái này rất là đơn giản, không cần tới những cái bộ phận như thế này đâu nhá. À, bây giờ thì ông chỉ cần kiếm tôi một con ốc nào mà nó bằng từng này thôi, bằng cái này. Kiếm tôi con ốc nào bằng cái này là được. Đây, kiếm được con ốc này không biết có được không? À, được đấy, cái này cũng được đấy. Nói chung là các bạn kiếm con ốc nào mà nó vừa bằng cái này này. Đây, vừa bằng cái trục của cái máy cắt này nhá. Đó, và vừa bằng cái bên ngoài này là được. Đấy, chỉ như vậy thôi. Ông hiểu nguyên lý của nó chưa? Rồi, bây giờ là hàn cái này vào đây. Đúng rồi, ông gì việc hàn là lần sau ông chỉ dùng cái cờ lê, ông mở cái phát một luôn. Không cần phải tới cái này lằng nhằng lắm. Đây là cái mèo của tôi khá là hay. Bây giờ ông lấy máy hàn, ông hàn cái này cho nó dính vào này. Để hàn cho nó dính vào là ông mở cái này ra dễ dàng luôn. Rồi, kéo máy hàn ra. Đây anh em ạ, thì... anh em chỉ việc là kiếm một con ốc nào mà nó bằng cái này thôi, để trên này và để cho nó thật cân vào. Tại vì là khi máy cắt này nó chạy tốc độ cao, nếu mà không cân thì nó sẽ bị gây rung và gây văng ra. Anh em cứ để cho cân vào và hàn thật cân vào nhá. Đấy, dùng máy hàn này, hàn thật cân vào. Đấy, bây giờ cũng kẹp vào đi, kẹp vào để hàn cho nó cân vào. Ok, thì sau khi hàn xong thì anh em sẽ được như thế này. Đấy, cái này thì mình hàn tạm thôi, hàn nháp cho anh em thôi nhá. Anh em nào mà hàn thì cứ phủ cho nó kín vào cho nó đẹp vào. Đây thì mình hàn tạm để lấy ví dụ cho các bạn làm thôi. Đó, bây giờ thì con ốc này là ốc 15. Thì anh em nếu mà ốc nào thì anh em sẽ sử dụng cái cờ lê hoặc là cái mỏ lết đấy. Đây, sử dụng cái này đi. À, cái này là 15. 15 thì dùng cái ấy 15. Đấy, mở ra. Đó, nó chặt thế này mà anh em mà sử dụng cái kia thì còn lâu mới mở được. Nó sẽ cong ngay. Đấy, cái này thì quá đơn giản luôn. Đó. Bây giờ vần tay là ra rồi. Đây. Ui, chảy mất. Đây, chỉ như thế này thôi. Anh em mà chế một cái như thế này. Quá đơn giản luôn. Mà mở rất là hiệu quả nhá. Và sử dụng tiền nha. Đúng rồi, cái này dùng một cờ lê, mỏ lết các kiểu thì dùng thoải mái luôn này. Đấy, bây giờ ông gắn vào này. Nhớ là anh em làm cho nó cân để chảy nó tốc độ nó không bị văng nhá. Đó, bây giờ vần lại này. Đấy, siết lại. Lực vừa khéo là ok. Đấy. Ngon lành rồi đúng không? Đó. Chỉ như vậy thôi. Là lần sau anh em sử dụng cờ lê mỏ lết thì rất là nhiều rồi. Nhưng mà kiếm cái này thì mới là khó này. Nhiều lúc mình vứt cái này không thấy đâu anh em ạ. Hoặc là cái này nó hay bị cong cong thế này. Rất là khó mở. Cái này bình thường nó hay cong đúng không? Cái này nó tặng theo máy nó đều lắm. Đúng rồi, cái mà anh em mua theo máy cực kỳ đều luôn. Mua theo máy có cái kèm này này. Nên là cứ ra tiệm người ta hàn cho một con ốc vào. Đảm bảo anh em sử dụng là mở tẹt ga thoải mái luôn. Mở ra mở vào rất là dễ nhá. Đấy, bỏ cờ lê hay là mỏ lết vào chỉ cần vặn một cái là ra. Đấy, thấy hiệu quả không? Hiệu quả. Nhưng mà cái này đúng tiện lợi này. Đúng rồi. Anh em nào chế theo kiểu này quá ok luôn, nhưng mà nhớ là làm cho nó đẹp vào nhé. Như mình đây thì mình làm tạm cho anh em mà anh em xem thôi. Đấy, chỉ ví dụ cho anh em làm thôi. Còn muốn cho nó đẹp thì cứ hàn cho nó kín vào hoặc là hàn cho nó thấp. Cắt bớt cái này đi cho nó thấp lại. Rồi, chỉ như vậy thôi. Ông lần sau ông là sử dụng vặn mở ra tẹt ga thoải mái rồi. Cái này lần sau hỏng cứ dùng cái này mở thôi. Chỉ một cái mèo rất là đơn giản này có thể giúp được các bạn đỡ tốn thời gian bao nhiêu rồi. Thì anh em thấy cái mèo này của anh em mình như thế nào cứ comment ở bên dưới video nhé.